Cầu thủ tài năng. Mình chắc hai bạn luôn. Ai đá vào gôn nhiều nhất thì người đó thắng. Được thôi. Phải nhường bạn đá trước. Sáng chưa phụ mẹ đổ rác nữa nè. Cái gì? Những việc đó là việc của mẹ cơ mà. Mẹ bạn không bắt bạn làm hả? Có bảo mình cũng không có làm. Đúng, vậy là không tốt đâu. Ba mẹ phải làm việc nhiều lắm. Đúng rồi đó. Như vậy mới gọi là yêu thương ba mẹ chứ. Ừ, mình không có làm nhưng vẫn yêu thương ba mẹ mà. Ha, cũng đúng. Không đúng, như vậy là ích kỷ đó. Ha, cũng đúng. Mệt quá, kệ họ đi. Giờ mấy bạn chơi tiếp với mình đi. Không, mình phải đi về. Mình cũng phải về đi rửa rác. Không chơi với bạn được đâu. Về thì về đi. Mình chơi một mình. Đốm. Dạ, con. Cơm đã chín rồi, đi rửa tay rồi ăn cơm con. Dạ. Ôi, đói quá. Mẹ ơi, con đói. Ủa ba, chén con đâu rồi? Bà đốm giỏi quá, ai phụ việc có đóng góp thì được ăn cơm thôi. Đúng, vậy là không tốt đâu. Ba mẹ phải làm việc nhiều lắm. Đúng rồi đó. Hay anh đi dọn chén giúp em luôn nha. Mẹ, để đó con. Con xin lỗi mẹ vì con quá ham chơi. Đốm của ba giỏi rồi đó. Đây là chén của ba, chén của mẹ, chén của đốm. Chia sẻ việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mọi người mà còn là niềm vui, nhất là những người ta thương yêu đó con.